Thưa quý vị, công viên quốc gia Bialowiza nằm ở phía đông Ba Lan, giáp với Belarus, được mệnh danh là vùng đất hoang sơ cuối cùng của châu Âu, với những cánh rừng ôn đới nguyên sinh, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở khu vực xung quanh đây đang đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng, dù cao điểm mùa du lịch hè đang đến gần. Nguyên nhân xuất phát từ một khu vực cấm đi dọc biên giới với Belarus mà chính phủ Ba Lan đang đẩy mạnh triển khai. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi tháng 5 đã công bố kế hoạch thiết lập một vùng đệm rộng 200 mét ở biên giới Belarus khi làn sóng người di cư đang gia tăng trong những tuần gần đây, kéo theo các vụ bạo lực dẫn đến cái chết của một binh sĩ. Các nước châu Âu cáo buộc Belarus, một đồng minh của Nga, đã gây ra cuộc khủng hoảng di cư bằng cách đưa người từ Trung Đông đến khu vực biên giới để vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu. Ba Lan có kế hoạch chi 10 tỷ zlotys, tương đương khoảng 2,48 tỷ đô la Mỹ để tăng cường phòng thủ ở biên giới, trong đó bao gồm cả dự án lập vùng đệm an ninh. Những người dân địa phương có thu nhập phụ thuộc vào du lịch ở vườn quốc gia Bialowiza cho rằng việc lập vùng đệm sẽ gây thiệt hại cho sinh kế của họ. Vườn quốc gia Bialowiza là một địa điểm đặc biệt ở châu Âu khi nói đến du lịch. Thế nên, việc đưa vùng đệm an ninh ảnh hưởng lớn đến chúng tôi. Các khách hàng đều hủy đặt chỗ vì lo ngại ở đây có an toàn hay không. Trên thực tế, đó là sự phá hủy ngành du lịch ở Bialowiza. Có lẽ tôi sẽ phải đi nơi khác để tìm công việc thời vụ vào mùa hè này. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Ladislav Kosiniak-Kaczmierz cho biết quân đội, cảnh sát và lính biên phòng sẽ sử dụng chỗ ở và một số dịch vụ gần biên giới. Điều này sẽ cung cấp một hình thức đền bù cho một số chủ doanh nghiệp và khách sạn địa phương. Ông Kosiniak-Kaczmierz cũng nói thêm rằng sự hiện diện của các lực lượng an ninh gần biên giới sẽ khiến khách du lịch cảm thấy an toàn hơn. Cách đây 3 năm, Ba Lan dưới thời chính phủ của Đảng Công lý và Luật pháp dân tộc chủ nghĩa cũng lần đầu tiên lập một vùng đệm nhằm ngăn không cho người dân và nhân viên cứu trợ tiếp cận biên giới. Vào thời điểm đó, du lịch cũng bị ảnh hưởng khi một hàng rào kim loại cao 5 mét ở biên giới được dựng lên. Thậm chí, các nhà môi trường còn lo ngại dự án có thể đe dọa khu rừng độc đáo và động vật hoang dã ở đây.